Hân Hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của Nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong Nhân tướng học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt từ xa xưa là một phần không thể thiếu trong bộ môn tướng số của các thầy. Được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho quý anh chị về những dấu hiệu xui xẻo này trên khuôn mặt khiến tiền bạc rơi rụng như lá mùa thu. Mí mắt sưng mọng. Xem những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt, nếu sáng thức dậy mà thấy mắt khó mở, mí sưng mọng khiến cho mắt bên to bên nhỏ thì đây chính là dấu hiệu cực xấu. Dấu hiệu này cho thấy bạn không chỉ bị ảnh hưởng đến sức khỏe mà đường tài lộc cũng lên xuống thất thường, dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại dẫn tới mất của cải, thậm chí là phá sản. Đuôi mắt bỗng nhiên xuất hiện nốt ruồi. Phía đuôi mắt còn được gọi là cung vợ chồng hay là cung tử tức. Nếu đuôi mắt xuất hiện nốt ruồi, đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp những bất trắc trong chuyện tình cảm. Đôi bên dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã, tài sản cũng đội nón ra đi sau mỗi lần cãi vã. Do đó, bạn cần phải dành nhiều tình cảm để vun đắp cho tình yêu của mình, tránh bất hòa xảy ra. Lông mày, mái tóc khô ráp. Nếu bạn phát hiện lông mày, tóc, thậm chí là má bỗng nhiên khô ráp, thiếu sức sống, thì rất có thể bạn sẽ gặp điểm xấu về chuyện tiền bạc, đặc biệt là tóc. Vốn đang suôn mượt bỗng nhiên vừa khô vừa cứng chính là dấu hiệu của sự phá tài. Bạn nên cẩn thận trong mọi việc, nhẹ thì chỉ bị thất thoát tiền bạc, nặng thì sẽ biến thành tranh chấp kinh tế với người khác, thậm chí là dính dáng đến cả pháp luật. Đầu mũi đỏ ửng, bất ngờ mọc mụn hay là nốt ruồi. Xem tướng khuôn mặt. Mũi thuộc cung tài bạch, đại diện cho tài lộc của mỗi người. Khi mũi có vấn đề, đồng nghĩa với việc tài lộc của bạn cũng sẽ gặp rắc rối. Mũi ửng đỏ, ứng với điểm là bạn sẽ vướng phải tranh chấp với người khác, gặp rắc rối trong việc đầu tư kinh doanh. Cần phải cẩn thận hoặc giảm bớt các hoạt động làm ăn chung cho đến khi mũi trở lại bình thường. Tương tự, mũi bỗng nhiên bị thương, mọc nốt ruồi hay là mụn cũng được coi là điều bất thường, ảnh hưởng xấu đến tài lộc. Nếu như xuất hiện các dấu hiệu này, rất có khả năng bạn sẽ thất thoát tiền bạc, làm ăn thua lỗ. Thời gian này cần phải hết sức thận trọng, đề phòng khi có ý định hợp tác, đầu tư làm ăn với ai đó. Dù là bạn thân hay là người nhà thì cần phải đề phòng bất trắc. Lông mũi thò ra ngoài. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt. Lông mũi thò ra ngoài là điểm báo xấu, báo trước bạn sắp gặp phải chuyện xui xẻo như là gặp tai nạn, đánh mất tiền bạc, gặp rắc rối với những người xung quanh. Những lúc này thì bạn cần phải cẩn thận các kế hoạch đầu tư kinh doanh, tốt nhất là không làm việc gì liên quan đến tiền bạc, tránh để tiền mồ hôi nước mắt của mình rơi vào tay kẻ khác. Vùng trán bất ngờ xuất hiện nhiều mụn, xem tướng trán để hiểu bản chất con người. Trán còn được gọi là cung quan lộc, đại diện cho tiền tài và sự nghiệp của mỗi người. Xuất hiện nhiều mụn nhọt ở đây là một trong những tín hiệu cho thấy chủ nhân sắp gặp xui xẻo. Ngoài ra, đây còn cho thấy công việc gặp nhiều trở ngại, tiền đồ, sự nghiệp đang xuống dốc. Nếu đang có ý định làm việc gì quan trọng, hãy rời quyết định sang một thời điểm khác nhằm tránh bị thất bại nặng nề. Gò má ửng đỏ bất thường. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt. Gò má có nhiệm vụ bảo vệ cho cung tài bạch là mũi. Chính vì vậy mà sự thay đổi bất thường của gò má cũng ảnh hưởng đến tài vận của mỗi người. Gò má trong ngũ hành lại ứng với kim. Nếu gò má ửng đỏ là tướng hỏa khắc kim, thiếu bảo hộ, chắc chắn cung tài bạch sẽ gặp điểm xấu ảnh hưởng đến tiền tài, công việc kinh doanh của bạn. Trên đây là những thông tin về những nét tướng khiến mệnh chủ tiền không có, phúc vận cũng khó, tài lộc không đến. Và phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên, vận trình năm 2020 Canh Tý sẽ khó khăn, gặp phải nhiều trắc trở, cần phải cẩn trọng chú ý. Đầu tiên đó là mệnh chủ tuổi Tý. Trong năm 2020, người tuổi Tý phạm thái tuế lại có thêm những nốt ruồi xấu đại kỵ ở những vị trí trên sẽ khó khăn càng nhiều.
Thái tuế đương đầu không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế hoặc là tỏ ra quá đối lạnh lùng, chỉ cần biết đến lợi ích của bản thân. Thái tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình an và dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân, dễ trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần phải lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay là đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng. Các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Tý, con giáp này dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc là người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng, phong thủy gia cát xin nhắc nhở tuổi Tý trong năm nay chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sầu sóng cả, những nơi tà khí vượng, nếu không sẽ dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, tuổi Tý cần phải sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước đó là tám bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tình thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Mão, tuổi Mão gặp cục diện hình thái tuế, tài lộc sự nghiệp cũng có bước thăng tiến nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe của con giáp này trong năm Canh Tý không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, Tý Thủy tọa tại chính ấn. Ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp cho tuổi Mão luôn gặp may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành, thi cử, ứng tuyển, xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên do thái tuế Tý Thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiểu họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả có thể khôn lường. Do ganh tị đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ vững lập trường, không để bị say nắng trúng gió, rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí vướng phải họa kiện tụng lao tổ, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì năm 2020 tuổi Mão cần phải chú ý, làm gì thì cũng phải tuân theo quy định pháp luật, dù đó là chuyện gì xảy ra thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay là do chủ quan và tặc lưỡi bỏ qua.
chớ để dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như là ao hồ, sông suối, hạn chế những nơi ẩm ướt, âm u, tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảng tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải hạn thái tuế, tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Ngọ năm 2020, tử vi cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế, khi có những nốt ruồi tại vị trí đại kỵ này dẫn tới hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn gác, sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng. Trong năm, chớ nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn bị rước họa vào thân. Có thể sẽ có vài sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần, ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay là những chuyện tà bí. Ngoài ra thì hàng loạt hung tinh như là tuế phá, phai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy đến với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm, không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ năm 2020 không được tốt cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không nối chuyển tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay dễ vướng vào vòng lao lý nên càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, pháp luật vì hám lợi nhất thời, chẳng hao tốn tiền mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về sức khỏe thì con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu, sẽ xuất hiện như là u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích. Nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, dần dà sẽ để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra thì thái tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, ra ngoài phải nên khóa cửa cẩn thận. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ biết tài nạp phúc, nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Tuổi Dậu. Trong năm 2020, tuổi Dậu gặp cục diện tương phá, hạn thái tuế lơ lửng trên đầu, vì thế bản mệnh dễ chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý, dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe của năm nay, con giáp này cũng không mấy khả quan, đặc biệt phải lưu ý đến vấn đề hệ thống hô hấp. Thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động nên vướng phải rắc rối thường không sẵn sàng khắc phục, dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế, có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên, vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh trở nên khá là đào hoa, có thể gặp những đối tượng hợp ý mình ở những nơi như là quán bar hoặc trong những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm có thể phát triển nhanh chóng, nhưng cần phải biết giữ mình, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp, kéo theo chính rắc rối của mình. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ kích tài, nạp phúc, nạp tài, tình hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, hãy liên hệ ngay
đến số hotline của chúng tôi và để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.